Xin chào các bạn, ngày hôm nay thì Ngọc Mai sẽ giới thiệu đến cho các bạn một chiếc máy in đơn năng đến từ thương hiệu Canon với thao tác in đơn giản tiện dụng mà không yêu cầu cao về vấn đề kỹ thuật đối với người dùng. Và trước khi đi vào chi tiết của máy in thì các bạn hãy cùng Ngọc Mai xem qua một vài thông tin cơ bản của máy nha. Và với những thông tin cơ bản trên thì Ngọc Mai thấy là chiếc máy in này đáp ứng đủ những yêu cầu về chất lượng để có thể dùng cho cá nhân, văn phòng hoặc là cửa hàng. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang phần thiết kế nha. Đầu tiên Ngọc Mai nhìn vô thì thấy chiếc máy in Canon này nó có thiết kế khá là đơn giản, nhỏ gọn và đường nét thì rất là cứng cáp. Nhưng mà các bạn yên tâm là nó nhẹ tênh à nha. Để Ngọc Mai bưng thử cho các bạn xem nè. Đó, vì vậy thì chúng ta có thể dễ dàng di chuyển, sắp xếp và đặt nó ở bất kỳ đâu, trong phòng hay là nơi làm việc của mình. Máy có màu sắc đen tuyền, chất liệu là nhựa nhám nên hạn chế bám vân tay. Để vệ sinh, bạn chỉ cần dùng khăn ẩm lau nhẹ là được. Và do đây là máy in đơn năng, do vậy thì cấu tạo của nó cũng khá là đơn giản thôi các bạn. Ở trên đây là khay nạp giấy nè, đó. Và sức chứa của nó thì có thể lên đến 100 tờ. Do vậy thì các bạn sẽ yên tâm về cái việc là sẽ không bị gián đoạn trong quá trình mình in. Khi muốn nạp giấy, bạn chỉ cần nhấc nắp này lên, kéo thanh trượt phù hợp với giấy tùy theo kích cỡ giấy như là A4, A5, B5 mà điều chỉnh cho phù hợp. Và khi in xong thì giấy sẽ được chạy ra ở khay phía dưới này nè các bạn. Và các bạn lưu ý là chúng ta phải tự chủ động kéo khay giấy ra nha, bởi vì nó không có tự chạy ra đâu các bạn. Và sức chứa tối đa của khay giấy này thì lên đến là 50 tờ. Và để sử dụng được máy in phun màu thì điều quan trọng đó chính là đầu phun. Tổng cộng có 2 đầu phun đen và đầu phun màu. Đầu phun có ký hiệu chữ B là đầu phun đen. Các bạn nhớ lắp đúng vào khuôn có chữ B, đầu phun còn lại là chữ C tương ứng với đầu phun màu. Bạn kéo khuôn tiếp nhận ra giữa, lắp đầu phun vào rồi đậy nắp lại. Các bạn lưu ý là nhớ nhấn hai cái đầu này xuống nữa nha. Và đối với chiếc máy in này thì hệ thống bình mực được tích hợp ở bên trong thân máy luôn. Do vậy thì các bạn thấy là trong nó rất là gọn gàng. Và ngoài ra thì chúng ta cũng có thể quan sát được là lượng mực ở trong bình còn hay hết nữa. Máy cũng sử dụng 4 màu cơ bản là màu đen, lục lam, đỏ tươi và màu vàng. Và đối với mực đen thì nó thường sẽ được sử dụng nhiều nhất. Do vậy thì dung tích của bình chứa nó sẽ lớn hơn các bình mực màu khác là 135ml. Và trong khi đó thì dung tích của các bình mực màu còn lại nó là 70ml và được đặt riêng ở một góc của máy. Bình mực có thiết kế chống tràn, đổ mực vào máy nhanh gọn, không sợ mực chảy ra khu vực xung quanh máy. Muốn đổ mực vào thì bạn chỉ cần mở nắp lên, sau đó kéo nắp cao su này ra và dễ dàng đổ mực vào là xong. Và các bạn lưu ý một điều, khi mà mình châm mực thì lượng mực nên nằm giữa mũi tên cao nhất và thấp nhất. Và các bạn canh sau đó mà lượng mực nằm trong khoảng này là ok nha. Còn đối với 3 bình mực màu ở bên góc này của máy thì các bạn nhớ đổ chính xác màu mực tương ứng với ký hiệu ở trên bình mực của máy nha. Và các bạn lưu ý là chúng ta không nên đổ sai, bởi vì nếu mà đổ sai thì không biết là sẽ in ra màu gì đâu đó. Và như thường lệ, một điều lưu ý đó là khi mà các bạn thay mực, chúng ta nên lưu ý chọn loại mực in chính hãng nha, bởi vì có thể giúp bảo vệ được máy và không làm tổn hại đến đầu phun. Vì vậy thì có thể giữ được tuổi thọ lâu cho chiếc máy in của mình, và không những vậy thì có thể đảm bảo được độ bền cũng như là chất lượng cho bản in nữa. Rồi, vậy là đầu phun xong, mực in xong, Ngọc Mai đậy nắp lại và chiến thôi. Và trên máy thì Ngọc Mai thấy là nó có 2 nút bấm, nút ở đây là nút nguồn để khởi động tắt mở, còn đây là nút báo mực. Và như Ngọc Mai đã nói ban nãy, chiếc máy in này rất là đơn giản và dễ dùng. Tất cả những gì các bạn cần đó là một sợi dây nguồn và một sợi dây cáp USB để kết nối với máy tính thôi. Sau khi nhấn nút khởi động máy và kết nối dây với máy tính, bạn vào phần cài đặt chọn đúng tên máy in là có thể in được ngay với máy sử dụng hệ điều hành Win 10 mà không cần cài đặt gì thêm. Tuy nhiên, để máy chạy trơn tru thì các bạn nên tham khảo thêm việc cài đặt driver nhé. Và liên tải driver thì Ngọc Mai sẽ để ở bên dưới phần mô tả nha. Bạn vào trên dịch web, sau đó gõ địa chỉ web http://ej.start.canon. Vào phần thiết lập, bạn nhập tên máy in đang dùng là G1010. Tiếp theo bạn chọn tải xuống. Đợi một lát để máy tải về, sau đó chọn Start Setup. Khi máy yêu cầu chọn khu vực, máy mặc định là khu vực Việt Nam nên bạn không cần tác động gì thêm. Bạn chọn Next, tiếp tục chọn Yes, chọn Agree, chọn Next. Các bạn đợi một lát để máy cài đặt là thành công nhé. Đã kết nối xong hết rồi, giờ thì Ngọc Mai sẽ in thử vài tấm ảnh để cho các bạn xem về chất lượng nhé. Và trong lúc mà chúng ta chọn ảnh thì các bạn cũng nên thiết lập một vài cài đặt, giống như là lựa chọn kích cỡ giấy nè, cũng như là loại giấy cho phù hợp nhé. Rồi, bây giờ thì Ngọc Mai sẽ bấm in thôi. Bây giờ chỉ cần chờ đợi thành quả nữa là được. Tiếp theo thì Ngọc Mai sẽ thử in một tấm hình full A4 luôn nha. Rồi, bấm print là được.
Rồi, và thành quả đã có rồi. Bây giờ thì Ngọc Mai đã có trên tay một bức ảnh A4 và một bức ảnh cỡ 46. Các bạn thấy chất lượng in như thế nào ạ? Ngọc Mai thì thấy nó rất là tuyệt vời bởi vì nó có độ tương phản cao nè, và hình ảnh sắc nét nữa. Ngoài ra thì có khả năng in ảnh tràn viền full A4 luôn. Như vậy thì các bạn có thể dễ dàng in những bức ảnh như ý để chúng ta lưu trữ. In ảnh xong rồi, bây giờ thì Ngọc Mai sẽ thử sức chiếc máy in này với tài liệu nhé. Và bây giờ thì Ngọc Mai đang có một cái file tài liệu màu, Ngọc Mai sẽ thử in nó ra nha. Rồi, bây giờ chỉ cần chờ máy hoạt động nữa là được. Để Ngọc Mai cho các bạn xem chất lượng của bản in như thế nào nhé. Vâng, và các bạn thấy như thế nào ạ? Chất lượng bản in Ngọc Mai thấy là rất là sắc nét và chữ cũng rất là rõ nữa, hạn chế mờ nhòe và mất chữ tối đa luôn. Và sẵn đây thì Mai sẽ thử sức về sức trâu của chiếc máy in này. Bây giờ thì Mai sẽ cho chạy in thử 30 đến 40 trang tài liệu để xem chiếc máy in này có bị nóng không nhé. Rồi, và thành phẩm đây rồi. Ngọc Mai thấy là tốc độ in của máy khá là nhanh và máy cũng hoạt động trơn tru được các bạn. Ngoài ra thì máy in cũng ít bị nóng. Rồi, như vậy là ngày hôm nay các bạn đã cùng với Mai khám phá về một chiếc máy in với thiết kế đẹp, nhỏ gọn. Vì vậy thì chúng ta có thể dễ dàng di chuyển đến bất cứ đâu mà mình muốn. Không những vậy thì thao tác sử dụng chiếc máy in này cũng rất là đơn giản mà không cần yêu cầu người sử dụng phải biết nhiều về công nghệ đâu. Không những thế thì cái việc mà bơm mực cho máy in cũng dễ đến mức mà một người chưa từng sử dụng máy in bao giờ cũng có thể dễ dàng làm được. Và ngoài ra thì chiếc máy in này còn hỗ trợ in tràn viền A4 và bản in máy cho ra đẹp, chất lượng cao. Và cùng với đó thì tuổi thọ của nó lên đến 5.000 trang một tháng cơ. Như vậy thì với một chiếc máy in với giá thành rẻ như vậy mà có thể đáp ứng đầy đủ những yêu cầu về chất lượng như thế thì Ngọc Mai nghĩ rằng rất là phù hợp với những nhu cầu in cá nhân, văn phòng hoặc là tại cửa hàng. Còn các bạn thì các bạn thấy sao về chiếc máy in này thì hãy comment ở bên dưới để cho Ngọc Mai được biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.